Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc vào ngày 19 tháng 4 tại thủ đô Havana. Tại phiên họp toàn thể cuối cùng, đại hội đã bầu Chủ tịch Raúl Castro tiếp tục giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhiệm kỳ thứ hai. Đây là chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba. Gần 1.000 đại biểu bao gồm cả cựu chủ tịch Fidel Castro đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ông Raúl Castro đã thay thế anh trai Fidel Castro giữ chức bí thư thứ nhất kể từ năm 2011 khi ông Fidel Castro nghỉ hưu. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cũng phê chuẩn tiến sĩ José Ramón Machado Ventura giữ chức bí thư thứ hai. Đại hội lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Cuba có 1.000 đại biểu và 280 khách tham dự, được tổ chức từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, với mục tiêu thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế chính trị Cuba cho 5 năm tiếp theo. Đây cũng là đại hội đầu tiên kể từ khi Cuba và Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015. Trước đó, trong một bài phát biểu kéo dài 2 tiếng tại đại hội, Bí thư Raúl Castro cho rằng những nhà lãnh đạo của đảng trong tương lai nên nghỉ hưu ở độ tuổi 70 để nhường đường cho lớp sau. Vào hôm thứ Hai, Đảng Cộng sản Cuba đã phê duyệt dự thảo kế hoạch quốc gia về kinh tế và phát triển xã hội. Đây sẽ là tài liệu hướng dẫn cho hệ thống kinh tế Cuba cho đến năm 2030.